công nghệ phun môi không bong tại Chuyên Kim có gì khác biệt? Video này sẽ đưa đến cho bạn thông tin về 1. 5 ưu điểm công nghệ phun môi không bong Chuyên Kim. 2. Quy trình phun môi không bong tại Chuyên Kim. 3. Hình ảnh khách hàng đẹp ngay sau khi phun môi không bong. Ưu điểm nổi bật của phun môi không bong Chuyên Kim là lớp vẩy bong không gây mất thẩm mỹ. Công nghệ phun môi không bong Chuyên Kim có lớp vẩy bong cực mảnh, mỏng, nhẹ, mụn vụn li ti như da chết và không có hiện tượng bong to thành từng mảng cứng, căng khô. Quá trình bong tinh tế, nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra. Để có được sắc môi trong trẻo tự nhiên, quá trình phun môi không bong cần đảm bảo dung hòa các yếu tố là khử thâm tốt và đi mực mỏng đúng tầng da. Đặc biệt, công thức pha mực tỷ lệ vàng Chuyên Kim dựa trên 3 yếu tố: tông da, undertone, màu môi gốc kết hợp cùng màu mực hữu cơ an toàn lành tính tạo sắc môi tươi tắn tự nhiên nhất. Để đáp ứng nhu cầu làm đẹp tinh tế của khách hàng, Chuyên Kim đã phát triển 3 cấp độ phun môi đẹp tự nhiên phù hợp với mọi phong cách làm đẹp. Cấp độ siêu tự nhiên với màu sắc giống màu của lòng môi. Cấp độ tự nhiên với màu môi tự nhiên tươi tắn. Cấp độ màu phun môi thay son. Với cấp độ siêu tự nhiên và tự nhiên, bạn có thể sử dụng son mà vẫn lên màu chuẩn khi muốn thay đổi phong cách trang điểm. Công nghệ phun môi hiện đại, không sưng, không đau, giúp đôi môi không sưng to, màu môi tươi tắn không đậm dữ. Chị em tự tin đi làm ngay sau khi làm môi xong. Thực tế là vì ưu điểm này mà rất nhiều chị em công sở lựa chọn phun môi không bong tại Chuyên Kim vào buổi trưa để tranh thủ thời gian sau đó lại quay về làm việc buổi chiều mà không cần nghỉ ngơi hay kiêng khem sau đó. Phun môi tự nhiên không bong Chuyên Kim không cần kiêng khem khắt khe như các phương pháp truyền thống. Với lớp vẩy mỏng nhẹ, không khô cứng, chị em có thể giao tiếp thoải mái mà không cần nghỉ ngơi hay hạn chế nói chuyện trong thời gian nhất định. Quy trình phun môi tự nhiên không bong tại Chuyên Kim bao gồm 6 bước. Bước 1. Tư vấn. Khách hàng sẽ được chuyên viên Chuyên Kim tư vấn màu môi, dáng môi phù hợp với tông da, màu lòng môi sinh lý và dựa vào phong cách của khách hàng. Bước 2. Ủ tê. Quá trình ủ tê kéo dài khoảng 10 phút. Bước 3. Phác họa dáng môi. Các artist sẽ tiến hành vẽ dáng môi dựa trên dáng môi nguyên bản. Bước 4. Pha mực theo công thức tỷ lệ vàng độc quyền phù hợp với tông da của khách hàng. Bước 5. Thực hiện quá trình phun môi sử dụng đầu kim siêu vi đưa mực xuống da ở lớp thượng bì. Thời gian kéo dài khoảng 60 đến 90 phút. Bước 6. Hướng dẫn chăm sóc. Chuyên viên hướng dẫn khách hàng các tip chăm sóc môi sau phun đạt kết quả tốt nhất. Hãy cùng ngắm nhìn hình ảnh của các Chuyên Kim Lady làm đẹp với công nghệ phun môi không bong.